Một học giả vô dụng đến tìm đại sư để coi bói. Đại sư, ta có thể đỗ trạng nguyên không? Lúc này thầy coi bói vừa nhìn đã nhìn ra phát hiện dị thường. Cậu không đỗ được đâu, ăn nói lung tung, cậu là một người thông minh, nhưng cơ hội không nằm trong danh vọng, nó nằm ở thiên cơ bất khả lộ. Thật ra người coi bói đã nhìn ra long khí trên người anh, chẳng qua chỉ là thiên cơ bất khả lộ. Thư sinh này tên là Lý Tu Nguyên, ngay khi anh đang trên đường đến kinh thành dự thi thì một con rồng trắng rơi từ trên trời xuống, rơi chẳng ngay trước mặt anh, nhưng Lý Tu Nguyên chưa từng nhìn thấy rồng thật vì vậy đã lập tức bỏ chạy. Đồng thời trước khi rồng trắng chết, đã biến thành linh hồn đuổi theo anh, cuối cùng nhập vào cơ thể Lý Tu Nguyên cùng hợp làm một. Và sau khi bị tiểu bạch phù thân, anh đã hôn mê trên giường 3 ngày 3 đêm, sau khi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả, nhưng rất nhanh đã phát sinh ra điều kỳ lạ, trong khi Lý Tu Nguyên đang tắm, trong khoảnh khắc anh đã đến một vùng đất thanh tao. Ngay khi đang còn mơ hồ, một con rồng trắng đã bất ngờ xuất hiện dưới chân anh, trực tiếp kéo anh xuống vực sâu. Đợi khi Lý Tu Nguyên ra khỏi nước thì đã hoàn toàn biến thành một người khác. Lúc này mấy con tiểu yêu không biết thân biết phận, ảo tưởng nhân lúc Lý Tu Nguyên đang tắm liền muốn ăn đối phương, nhưng lại không biết rằng Lý Tu Nguyên lúc này đã biến thành một con rồng trắng. Vì vậy những con yêu tinh nhỏ này giống như mấy con muỗi vo ve trước mặt anh, rất nhanh bọn chúng đã bị knock out. Xin lỗi, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Lúc này một thấy bắt yêu đột nhiên lao đến, ngay khi cô nhìn thấy những con yêu quái đều bị Lý Tu Nguyên đánh cho không còn cái nịt, đều là ngươi làm sao? Nhưng ngay khi anh tới gần, la bàn đã không ngừng quay. Hóa ra ngươi cũng là yêu, ẩn giấu cũng giỏi đấy. Nhưng cô cũng không phải là đối thủ của Lý Tu Nguyên, vì vậy cô chỉ đành lừa Lý Tu Nguyên đi đến một căn phòng mà bản thân đã thiết lập kết giới, trực tiếp kích hoạt trận pháp. Lúc này một ngọn lửa mạnh mẽ trực tiếp giáng vào người anh, nhưng điều này đối với Lý Tu Nguyên mà nói chẳng qua đây chỉ là một mánh khóe nhỏ. Rất nhanh anh đã giải quyết xong, sau đó duỗi tay trái ra khống chế nước, chỉ với một chiêu giao long xuất hải đã phá vỡ được trận pháp. Điều này cũng làm cho Tam Sinh bị trận pháp công kích. Ngay khi anh chuẩn bị đàm phán với cô thì Lý Tu Nguyên đột nhiên hít một hơi thật sâu, như thể không có gì xảy ra. Tại sao ta lại ở đây? Tam Sinh thấy vậy liền lấy la bàn ra dò, thì đã kinh ngạc phát hiện rằng sao lại không có yêu khí nhỉ? Ta là người đọc sách yêu khí ở đâu ra? Trên người ta có chỉ là khí thư sinh. Vì để xác nhận Lý Tu Nguyên có thật sự giả ngu hay không, Tam Sinh đã lập tức ấn đối phương xuống bàn. Nhưng không ngờ sau khi tay của Lý Tu Nguyên chạm vào nước trà đã xuất hiện vảy rồng. Lúc này Tam Sinh đã phát hiện ra manh mối, từ lúc ngươi đụng nước đến giờ là mấy tiếng rồi? Tầm một nén hương thời gian. Hóa ra Lý Tu Nguyên biến thành rồng chỉ giữ được trong một nén nhang. Vì để xác nhận sau khi Lý Tu Nguyên gặp nước sẽ biến thành rồng, Tam Sinh đã trực tiếp dìm hắn xuống nước. Quả nhiên Lý Tu Nguyên rất nhanh đã khôi phục thần thái của mình. Hóa ra ngươi là linh hồn nhập thể, ngươi cũng biết ta là ai rồi. Ta là Thiên Sơn của Hồ Nhất Bá, cũng chính là Tiểu Bạch Long. Nếu như không phải ta bị ám sát giữa đường, rơi vào cơ thể rác rưởi này, vậy thì ngươi có cơ hội bắt được ta sao? Sau khi Tam Sinh biết rằng mình bắt được một con rồng thật đã vô cùng vui mừng. Nếu như giết chết rồng trắng thì cô sẽ trở thành Giáng Long đại sư. Bây giờ ngươi đi ra khỏi cơ thể này cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Nếu giết ta thì tên phế vật này cũng phải chết. Nhưng Bạch Long lại ở trong cơ thể của Lý Tu Nguyên. Vấn đề bây giờ chính là tách linh hồn của bọn họ ra. Nhưng thân thể của Bạch Long đã chết, nếu như muốn tách hai người bọn họ ra, trừ phi có Lê Châu giúp đỡ, bởi vì chỉ có Lê Châu mới chứa được hồn phách của rồng. Tam Sinh vì để có thể giết Bạch Long nên đã quyết định đưa đối phương đi tìm Lê Châu, nhưng Lý Tu Nguyên cho rằng kỳ thi quan trọng hơn, vì vậy ngày hôm sau liền thu dọn hành lý đến kinh thành để tham gia kỳ thi. Chẳng may đụng phải mấy tên cướp bên sông, ưng ép lục lọi hành lý của hắn thì mới phát hiện hắn là một con quỷ nghèo đói, vì vậy đã giáo huấn cho Lý Tu Nguyên một trận, là các ngươi ép ta. Nói xong liền nhảy xuống sông. Ngay khi mấy tên cướp có vẻ bối rối, Lý Tu Nguyên lại lao ra khỏi nước một lần nữa. Lúc này anh đã trở thành một con rồng trắng, một dáng vẻ anh hùng tiêu sái lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Có chuyện gì vậy? Tên tiểu tử đó đâu rồi? Người đâu? Đằng sau người. Rất nhanh đã giải quyết mấy tên nhãi con, nhưng ngay khi vừa quay mặt thì đã nhìn thấy một lượng lớn mũi tên đang hướng vào mình. Hóa ra là có thể bắt yêu đã cảm nhận được yêu khí trên người anh. Người đến không phải ai khác, chính là người lén đột kích trong lúc Bạch Long độ kiếp. Rất nhanh tiểu Bạch Long đã bị thương và trọng thương, vào thời điểm quan trọng Tam Sinh đã đến kịp thời. Sư huynh, hắn ta chỉ là bị một con rồng phù thân mà thôi. Nếu bây giờ huynh giết hắn ta, cũng đồng nghĩa với việc giết người vô tội. Đối mặt với lời cầu tình của sư muội, đại sư huynh căn bản không quan tâm, vì để trở thành Giáng Long đại sư hắn ta sớm đã phát điên. Ngay khi thấy vậy Tam Sinh chỉ đánh vứt ra một quả bom khói. Vì để có thể tách được Bạch Long ra, Lý Tu Nguyên quyết định đi theo Tam Sinh tìm Lê Châu. Và cái gọi là Lê Châu chính là mắt của Ly Long hàng trăm năm trước. Ngày nay chỉ còn một viên trong các trấn yêu. Sau đó Tam Sinh đưa theo Lý Tu Nguyên đi thẳng vào các trấn yêu. Và chiếc đỉnh ở giữa chính là ghi các chiến tích của thầy bắt yêu. Tất cả các thầy bắt yêu vì muốn trở thành đại sư Giáng Long mà ai nấy đều vô cùng cố gắng, nhưng một khi Lý Tu Nguyên phát ra một chút yêu khí thì các thầy bắt yêu sẽ giống như mèo thấy mỡ mà lao đến. Cho dù là người hay là rồng đều chết không chỗ chôn thân. Sau đó hai người đã thông qua lệnh bài mở ra mật thất. Khi vào được mật thất, Tam Sinh liền lấy đi Lê Châu. Lúc này bọn họ vô cùng căng thẳng, không ngờ khi vừa ra khỏi đại sảnh, đại sư huynh trốn ở trong bóng tối đã ném ra một cái kính chiếu yêu. Ngay khi kính chiếu yêu chiếu ra, đằng sau của Lý Tu Nguyên đã xuất hiện một con rồng. Ngay khi các thầy bắt yêu nhìn thấy rồng, đôi mắt đều phát sáng lên. Dù sao thì chỉ cần thu phục được con rồng này thì có thể trực tiếp thăng cấp thành Giáng Long đại sư. Lần này phải gọi là trực tiếp rúc vào hang cọp.
Rất nhanh tất cả thấy bắt yêu cùng lúc bao vây hai người, chuẩn bị đóng cửa bắt rồng. Thư sinh vô dụng đã bị một con rồng phù thân, nhưng đã bị bạo lộ thân phận trước các thầy bắt yêu. Lúc này các thầy bắt yêu đều lao vào như hổ đói. Hắn không phải yêu, tuy nhiên tất cả mọi người chỉ muốn hàng phục rồng. Bọn họ không cần quan tâm là người hay là rồng. Còn Tam Sinh vì để bảo vệ Lý Tu Nguyên nên đã đối đầu với các sư huynh, nhưng cô cũng chỉ là thầy bắt yêu có tu vi thấp nhất, căn bản không phải đối thủ của các sư huynh, rất nhanh đã bị đả thương. Ngay khi Lý Tu Nguyên thấy vậy chỉ đành liều một phen, trực tiếp cầm bình lên đổ vào mặt mình. Lúc này anh đã không còn là thư sinh yếu ớt đó nữa, mà là một con rồng dũng mãnh, tu vi vô cùng cao. Sau một loạt chiêu pháp, đã bị Bạch Long quét sạch. Sau đó Bạch Long liền lấy ra Lê Châu niệm khẩu chú, thành công tách khỏi cơ thể Lý Tu Nguyên và chui vào trong Lê Châu. Ngay khi Lý Tu Nguyên chuẩn bị đặt Lê Châu vào nước thì đại sư huynh đã đột nhiên đánh lén. Tam Sinh thấy vậy nhanh chóng kéo Lý Tu Nguyên lại. Đại sư huynh thấy rằng Tam Sinh đang cản đường mình trở thành Giáng Long đại sư, liền bay lên đánh trọng thương cả hai người. Đúng lúc này Thiên Sư Giáng Ma đã xuất hiện, trực tiếp đá bay đại sư huynh. Hắn ta bây giờ đã là người thường rồi, không cần thiết phải giết hắn, ta coi người như phụ thân. Tại sao người lại muốn chống lại ta? 10 năm rồi, ta đã bắt được nhiều yêu quái như vậy, tại sao ta vẫn chưa trở thành Giáng Long đại sư? Ngay khi thấy sư phụ cũng là người cản đường mình, trong phút chốc đại sư huynh không ngờ đã nhập ma. Hóa ra hắn ta vì để nâng cao tu vi nên đã trực tiếp hút tinh nguyên của yêu quái, giờ đây cũng đã nhập ma. Sư phụ thấy vậy cũng chỉ đành thanh lý môn hộ, nhưng tuổi tác của ông đã già, đồng thời đại sư huynh đã hút khá nhiều tinh nguyên. Hai người đánh nhau cả chục chiêu vẫn không phân thắng bại. Lúc này sư phụ vì để hóa giải ma khí trên người đối phương nên đã hóa bản thân thành tia sáng thiên quang để hóa giải đồ đệ, nhưng không ngờ đã bị đồ đệ trực tiếp bắt lấy. Sau đó Bạch Long đã nói với Lý Tu Nguyên rằng nếu ngươi nuốt xuống, sau đó ngươi và ta sẽ hợp thành một, ta sẽ không thể tách ra được nữa, nhập hải thành long, còn ngươi cũng không thể tìm lại bản thân mà sẽ có được pháp lực của ta. Lúc này Lý Tu Nguyên cũng không nghĩ nhiều liền nuốt Lê Châu xuống. Rất nhanh một con rồng trắng bay lên từ trên trời xuống. Sau khi nói lời từ biệt với Lý Tu Nguyên lần cuối cùng, Bạch Long đã chui vào cơ thể Lý Tu Nguyên. Cứ như vậy một người một long đã hợp làm nhất, từ giờ sẽ không phân ta ngươi. Sau một tia sáng, một Lý Tu Nguyên hoàn toàn mới đã ra đời. Tại sao ngươi lại là Giáng Long đại sư? Lúc này đại sư huynh đã vô cùng tức giận, sử dụng tất cả sức mạnh của mình để biến thành một con rồng đen, giao chiến với Lý Tu Nguyên. Sau một cú va chạm, rồng đen cuối cùng cũng bị rồng vàng nuốt chửng. Cứ như vậy các trấn yêu lại khôi phục sự yên bình. Ngươi là Tu Nguyên hay Tiểu Bạch Long? Ta không phải là ai cả, vậy ngươi là ai? Ta là Giáng Long đại sư.